đốt online hay cái gì, đốt gì. Trêu trẻ con rồi quay video, cứ tưởng chỉ đùa cho vui, nhưng lại khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Đang ngồi uống nước trong một quán cà phê nhìn khá là chill cùng bạn, thấy có một bé gái dễ thương đang đứng ngoài cửa sổ nhìn mình chăm chú. Cô liền nảy ra ý định đùa giỡn với bé gái. Tay cầm muỗng đưa qua đưa lại, giả vờ cho bé gái ăn một hạt sen. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là cô đang đút qua tấm gương thần kỳ vì bé gái đang đứng ngoài cửa sổ. Bé gái há miệng theo những lần đưa muỗng lượn lờ của cô gái. Cho dù cố gắng há to, thậm chí chạm luôn vào kính thì bé gái vẫn chưa ăn được hạt sen bé xíu đấy. Bé gái có vẻ bất lực qua nhiều lần ăn thử. Đôi mắt tròn xoe ngây thơ như thể hiện đang mong muốn lắm nhưng không được. Trong khi cô gái ngồi bên trong quán lại cười hả hê vì thành công với màn ghẹo chọc của mình. Nghĩ rằng đó chỉ là một trò ghẹo cho vui thôi, nhưng khi clip được đăng tải, cộng đồng mạng lại có những bình luận chỉ trích và để lại bình luận như sau: đùa hơi ác đấy. Hay: không thích xíu nào, trẻ con nó không biết, lớn chơi vậy còn cười được, không biết khúc cuối có bước ra đút cho bé ăn không, nếu không chỉ làm vậy rồi cười là vô duyên lắm đó. Các bạn cảm nhận như thế nào về hành động này của cô gái? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé.